Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị theo dõi và phân bổ chi phí trả trước. Chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ. Quý vị thực hiện trên phần mềm theo 2 bước. Khai báo chi phí trả trước cần phân bổ cho nhiều kỳ. Lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện từng bước. Bước thứ nhất, khai báo chi phí trả trước cần phân bổ cho nhiều kỳ. Quý vị vào menu nghiệp vụ, chọn tổng hợp, chọn chi phí trả trước, chọn danh sách chi phí trả trước, nhấn thêm. Quý vị khai báo các thông tin chi tiết về khoản chi phí như mã chi phí trả trước, tên chi phí trả trước, ngày ghi nhận, số tiền, số kỳ phân bổ. Phần mềm đã ngầm định sẵn tài khoản chờ phân bổ là tài khoản 242. Tại tab thiết lập phân bổ, quý vị chọn các đối tượng cần phân bổ chi phí như công trình, đơn hàng, hợp đồng hay đơn vị. Sau đó nhập phần trăm tỷ lệ phân bổ trên từng đơn vị. Quý vị lưu ý, tổng tỷ lệ phân bổ cần phải bằng 100%. Sau đó, quý vị nhập tài khoản chi phí sử dụng làm căn cứ phân bổ và hạch toán chi phí trong các kỳ. Nhấn cất để lưu lại chi phí đã khai báo. Trường hợp dữ liệu của quý vị sử dụng đồng thời trên cả hai sổ, sổ tài chính và sổ quản trị, chi phí trả trước đã được khai báo trên một trong hai sổ, sổ tài chính hoặc sổ quản trị, thì quý vị có thể lựa chọn lấy thông tin của các chi phí trả trước được khai báo trên sổ quản trị sang sổ tài chính hoặc ngược lại bằng cách như sau. Nhấn chọn lấy từ hệ thống sổ quản trị. Quý vị thiết lập thời gian tìm kiếm chi phí trả trước đã khai báo. Sau đó nhấn lấy dữ liệu. Thực hiện tích chọn chi phí trả trước đã khai báo trên sổ khác. Sau đó nhấn chọn. Phần mềm sẽ tự động lấy toàn bộ thông tin chi phí trả trước sang sổ đang làm việc. Bước thứ hai, lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước. Quý vị vào menu nghiệp vụ, chọn tổng hợp, chọn chi phí trả trước, chọn phân bổ chi phí trả trước, nhấn thêm. Quý vị chọn tháng và năm thực hiện phân bổ chi phí trả trước, nhấn đồng ý. Tại tab xác định chi phí, phần mềm đã tự động lấy lên các chi phí trả trước cùng số tiền phân bổ trong kỳ. Trên tab phân bổ, phần mềm đã tự động phân bổ theo thiết lập phân bổ chi phí. Khi khai báo khoản chi phí trả trước, quý vị có thể thêm dòng để thêm đối tượng phân bổ. Quý vị nhập tỷ lệ phân bổ của từng đối tượng phân bổ. Phần mềm sẽ tự động tính ra số tiền phân bổ. Nhập tài khoản chi phí của đối tượng phân bổ. Từ kỳ phân bổ sau, phần mềm sẽ lấy thiết lập phân bổ của kỳ trước sang. Đồng thời, phần mềm cũng đã tự động sinh ra các bút toán hạch toán theo số tiền đã phân bổ bên tab hạch toán. Khai báo xong, quý vị nhấn cất. Trên đây, tôi đã hướng dẫn quý vị thực hiện nghiệp vụ, theo dõi và phân bổ chi phí trả trước. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công.